Nga có thể huấn luyện được đầy đủ 260.000 tân binh mỗi năm. Nga mất 300 chiến binh sau khi bị quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi ở Vuleda. Cần cảnh lính Nga nã pháo theo tọa độ chính xác vào các cứ điểm Ukraine. Israel tuyên bố chỉ sử dụng bom thông minh độ chính xác cao oanh tạc giải Gaza. Mỹ, Israel, Qatar thảo luận về đàm phán trao trả con tin tại Gaza. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, cả Nga và Ukraine đều không phát tín hiệu muốn giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ngoại giao trong khi Nga có thể huấn luyện được đầy đủ 260.000 tân binh mỗi năm và được huấn luyện bài bản tại các căn cứ phía sau trước khi được đưa ra tiền tuyến. Thì trái lại, Ukraine đang chật vật cho việc tuyển quân. Điều này tạo ra bài toán khó cho Ukraine trong chiến sự dự kiến còn kéo dài tới năm 2025. Theo tờ The Hill, Tổng thống Vladimir Putin trong thông điệp cuối năm phát biểu hồi tuần trước xác nhận Nga tới nay đã triển khai khoảng 617.000 binh sĩ đến chiến trường Ukraine, trong đó 300.000 người được huy động theo lệnh động viên một phần cuối năm ngoái. Khoảng 244.000 binh sĩ hiện đang đóng quân tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Tình báo phương Tây cũng ước tính con số thương vong ở Nga đã vượt mốc 300.000 người. Bất chấp những tổn thất như vậy, Nga chưa có dấu hiệu muốn chấm dứt chiến dịch tại Ukraine. Ông Putin tuyên bố hòa bình ở Ukraine chỉ đến khi Nga đạt được mục tiêu của mình là phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine. Điều Kiev kiên quyết bác bỏ. Chính quyền Moscow cũng đã bố trí ngân sách để chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài ở Ukraine. Bộ Tài chính Nga cho biết ngân sách quốc phòng của nước này năm 2024 là hơn 111 tỷ đô la Mỹ khoảng 6% GDP Nga và tăng 68% so với chi tiêu quân sự năm 2023. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Estonia kết luận trong một báo cáo được công bố trong tháng 12 rằng, nếu không bị gián đoạn, mỗi 6 tháng Nga có khả năng huấn luyện khoảng 130.000 binh sĩ thành các đơn vị và đội hình gắn kết, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch. Như vậy, Nga có thể huấn luyện đầy đủ 260.000 tân binh Nga mỗi năm để duy trì lực lượng triển khai khoảng 420.000 quân sự tại Ukraine. Điều này tạo ra bài toán cho Ukraine trong chiến sự dự kiến còn kéo dài tới năm 2025. Báo cáo cho rằng Kiev nên gây ra tổn thất cho Moscow lớn đến mức hệ thống đào tạo của Nga phải tăng sản lượng bằng cách tăng tốc quá trình đào tạo cơ bản. Trái ngược với Nga, Ukraine thể hiện rõ sự khó khăn trong việc tuyển quân khi cuộc xung đột kéo dài. Tổng tư lệnh Ukraine khẳng định nước này cần nhiều binh sĩ hơn và họ phải huy động trong một thời gian ngắn nhất. Bình luận của ông Zaluzny được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột sắp kết thúc năm thứ hai và Ukraine cần nhân lực để tiếp tục chiến dịch phản công trước Nga, quốc gia có dân số đông gấp ba lần họ. Theo CNN, một vấn đề khác khiến việc tuyển quân ở Ukraine trở nên khó khăn là nhiều người cảm thấy nhụt chí khi biết phải thực sự ra tiền tuyến. Một sĩ quan Ukraine tiết lộ, mức lương quân đội là 20-30.000 UAH, 550-830 đến đô la Mỹ một tháng, hoặc có thể lên tới 100.000 UAH, khoảng 2.750 đô la Mỹ, nhưng không đủ hấp dẫn nếu bạn bị điều động tới khu vực giao tranh. Sau khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự, Ukraine đã yêu cầu tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 phải tham gia nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng được điều động, trừ những người không đủ điều kiện. Trong khi đó, tướng Ukraine Sergei Krivonos cho biết quân đội Nga được huấn luyện bài bản tại các căn cứ phía sau trước khi được đưa ra tiền tuyến và quân đội nước này đang dần mở rộng khả năng của mình. Ông nói thêm rằng các quân nhân cũng có động lực tốt và tinh thần cao. Vị tướng về hưu này lưu ý, các lực lượng Moscow đã mở rộng đáng kể năng lực máy bay không người lái UAV và việc sử dụng các thiết bị bay với chế độ xem góc nhìn thứ nhất, FPV, trên tiền tuyến đã tăng gấp đôi trong thời gian gần đây, Ngoài ra, binh lính Nga còn thể hiện động lực cao nhờ tinh thần tốt và mức lương xứng đáng. Thưa quý vị, trong một cuộc tấn công thảm khốc của quân đội Nga xung quanh thành phố Vuleda, phía đông Ukraine, các đơn vị tấn công của Nga đã bị quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi với thương vong nặng nề cho phía Nga. Được biết, Nga mất 300 chiến binh ưu tú trong cuộc tấn công tồi tệ hơn cả địa ngục này. BBC News và hãng tin độc lập của Nga Mediazona đã tiến hành một cuộc điều tra phát sóng vào ngày 18 tháng 12 về cuộc tấn công thất bại nặng nề của Nga vào tháng 11 năm 2022 nhằm vào Vuleida. Trong trận chiến, các đơn vị tấn công của Nga đã bị quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi với thương vong nặng nề cho phía Nga. Báo cáo mới tập trung vào số phận của Lữ đoàn Thủy cô lục chiến số 155 trong cuộc tấn công vào khu định cư Pavlipka ở phía nam Vuleida. Các thành viên của Lữ đoàn 155 được gọi là Mũ Nổi Đen, là đội tiên phong trong chiến dịch quân sự toàn diện của Nga và Ukraine. Vào thời điểm đó, các thành viên của đơn vị mô tả các trận chiến xung quanh Vuleda là tệ hơn cả địa ngục và chỉ trích các sĩ quan chỉ huy của họ. Chúng tôi thiệt hại khoảng 300 người, bao gồm những người thiệt mạng, bị thương và mất tích chỉ trong 4 ngày. Một lá thư từ các lính thủy đánh bộ Nga cho biết, bức thư cũng tiết lộ 50% số thiết bị của đơn vị đã bị phá hủy. BBC và Media Zona đưa tin Người lính thủy đánh bộ Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một ngôi nhà trong khu vực chiến sự, bị thương nặng và chết vài giờ sau đó. Báo cáo của BBC đã mô tả cuộc tấn công ở Voleda giống như một máy xay thịt. Hồi tháng 11, tổng thống Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công mới của Nga gần thị trấn Voleda ở tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine. Voleda đã chứng kiến một số trận giao tranh ác liệt nhất giữa quân đội Nga Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 20 tháng qua. Ông Zelensky chia sẻ trên Telegram, đối phương đã cố gắng tiến về hướng Vuleda, nhưng quân đội Ukraine đã ngăn chặn và gây tổn thất nặng nề cho đối phương với hàng chục thiết bị bị phá hủy, nhiều binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu EU sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh đặc biệt trong nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông cũng nhắc lại việc 26 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý tiếp tục tài trợ cho Ukraine và các nước này sẽ nỗ lực thuyết phục Hungary để có thể đạt được sự nhất trí về vấn đề tài trợ cho Ukraine. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hôm 14, 15 tháng 12 ở Brussels, thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ lên tới 50 tỷ euro dưới dạng các khoản vay nhằm duy trì bộ máy nhà nước của quốc gia này. Đề xuất này nằm trong kế hoạch đánh giá rộng hơn về ngân sách dài hạn của châu Âu và phải được tất cả 27 thành viên EU nhất trí. Tuần trước, lãnh đạo một số nước đã đề cập đến khả năng loại bỏ quyền phủ quyết của Hungary và để 26 quốc gia thành viên tìm ra giải pháp cho Ukraina. Nhiều Mitchell và ông De Croo đều nhấn mạnh mục tiêu còn lại là đạt được thỏa thuận với tất cả 27 quốc gia thành viên. Trong clip do Bộ Quốc phòng Nga công bố, binh lính Nga sử dụng khẩu 2S19 Msta-S tiến hành nã pháo chính xác theo tọa độ vào cứ điểm của quân đội Ukraine. Mục tiêu sau khi trúng đạn pháo của Nga đã phát nổ thêm lần nữa, tạo ra nổ lớn và cột khói bốc cao tại mục tiêu. Những binh sĩ Nga xuất hiện trong video clip, cả bên trong và bên ngoài pháo tự hành 2S-19 m s đều bịt kín mặt, có lẽ để đảm bảo an toàn cho họ về sau này. Trong kho pháo của Nga, khẩu lựu pháo tự hành 152,4mm 2S-19 m s là một vũ khí lợi hại, đóng vai trò trung tâm trong hoạt động pháo kích của Nga hiện nay. 2S19 MstaS là khẩu pháo được chế tạo chính xác cao, pháo do Uran Transmash thiết kế và sản xuất thời Liên Xô và được quân đội Nga sau này tiếp quản. Pháo được biên chế chính thức vào quân đội Xô Viết trong năm 1989, thay thế cho khẩu 2S3 Akatsiya đời trước. Pháo binh là một trong các thế mạnh chính của quân đội Nga hiện nay tại chiến trường Ukraine. Sau gần 2 năm xung đột Ukraine, Đặc biệt là từ cuối năm 2022, pháo binh Nga đã gây tổn thất không nhỏ cho đối phương. Quân đội Nga đã đẩy mạnh sử dụng trọng pháo nhằm hạn chế thương vong cho lực lượng bộ binh của họ. Các chuyên gia nhận định công nghệ tiên tiến là lợi thế lớn cho phép Nga tấn công chính xác các mục tiêu của Ukraine đồng thời hạn chế hiệu quả của pháo binh đối phương. Việc Nga sử dụng UAV cảm tử Lancet và hệ thống tác chiến điện tử Pol-21 hay còn được gọi là Fight-21 có khả năng làm nhiễu tín hiệu GPS. Phó giáo sư Vikram Mittal tại khoa kỹ thuật hệ thống thuộc Học viện quân sự West Point của Mỹ nhận định hệ thống tác chiến điện tử Pol 21 của Nga có thể chế áp được đạn pháo chính xác cao M982 Excalibur của Mỹ, ngăn chúng bắn trúng mục tiêu. Ông Mittal cho hay hệ thống tác chiến điện tử Pol 21 của Nga đã làm nhiễu tín hiệu GPS cần thiết để Ukraine bắn đạn Excalibur. Kết quả là đạn đi chạch hướng và không bắn trúng mục tiêu. Mỗi tổ hợp PON21 bao gồm một trạm vô tuyến R340RP mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn và có thể gắn trên khung gầm xe tải hoặc trong cấu hình cố định nếu cần. Cùng với một hệ thống điều khiển vận hành một loạt mô đun anten lên tới 100 anten mỗi hệ thống. Chúng có thể triệt tín hiệu ở phạm vi lên tới 25 km. Giống như nhiều thiết kế vũ khí hiện đại của Nga, PON21 được tạo ra dựa trên nguyên tắc mô đun được thiết kế để đơn giản hóa việc sản xuất và triển khai cũng như giảm chi phí. PON21 lần đầu tiên ra mắt vào năm 2013 và bắt đầu được sử dụng trong quân đội Nga từ năm 2016. Hệ thống này được sử dụng trong các đơn vị tác chiến điện tử của quân khu miền Trung, miền Nam và miền Đông. Biến thể Pol-21M hiện đại hóa được cho là đã bắt đầu bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2019. Việc đưa chúng vào sử dụng diễn ra đúng lúc để Pol-21 trở thành trụ cột trong hệ thống phòng thủ của Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên khắp khu vực phía Tây. Các cuộc tấn công như vậy của Ukraine sử dụng cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình do NATO cung cấp cũng như máy bay chính sát hạng nặng Tupolev Tu-141 Strix thời Liên Xô được Kiev chuyển đổi thành UAV tấn công. Pol-21 hiện là một thành phần quan trọng của mạng lưới radar, tác chiến điện tử, phòng không và tên lửa nhiều lớp của Nga. Trang AVP vừa đăng tải video ghi lại màn không kích chính xác của quân đội Nga bằng bom FAB-1500 M54 nhằm vào căn cứ của Ukraine ở Kherson. Theo AVP, Đoạn video được công khai bởi blogger nổi tiếng người Nga Ilya Tumanov hay còn được biết đến với cái tên Fighter Bomber. Bài đăng của blogger này đã thông tin rằng phi hành đoàn Su-34 đã sử dụng bom FAB-1500M54 để tấn công. Trước đó, hồi đầu tháng 10, tờ Top cho biết bằng việc sử dụng bom FAB-1500UMPC, lực lượng Nga đã tấn công chính xác vào sở chỉ huy của nhóm tác chiến chiến thuật Ukraine trên hướng Soledad, Bakhmut, một số thông tin khác tiết lộ vụ tấn công đã xuyên thủng vào lòng đất vài mét và làm lộ các hầm chứa của đối phương. Theo các nhà quan sát, sức công phá của quả bom là rất lớn, tác động rất nghiêm trọng đến diễn biến chiến sự trong khu vực. Đầu tháng 10, truyền thông Nga cũng đã công bố một đoạn video về cuộc tấn công vào căn cứ của lực lượng vũ trang Ukraine bằng bom FAB-1500 gắn mô đun, lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát UMPC. Thời điểm đó, địa điểm của cuộc tấn công đã không được tiết lộ. FAB-1500 là bom thông thường được phát triển từ thời Liên Xô với khối lượng 1,5 tấn, trong đó phần đầu nổ nặng khoảng 675 kg. Điều này cho phép bom có thể tạo ra hố sâu có đường kính 15 m cũng như phá hủy nhiều mục tiêu bằng mảnh văng và sóng xung kích trong bán kính 500 m Trong khi đó, mô đun UMPC được tạo ra để chuyển đổi nhiều bom thường thành bom dẫn đường thông minh, đồng thời tăng tầm bay của tên lửa thêm hàng chục km. Sau khi rời khoang vũ khí máy bay, Mô lắp trên bom sẽ mở cánh và hướng bom đến tọa độ xác định trước nhờ hệ thống quán tính được lắp đặt với tính năng hiệu chỉnh tín hiệu vệ tinh GPS. Việc kết hợp bom FAB-1500 với mô đun UMPC làm tăng sức công phá của cả bom lên gấp nhiều lần, cho phép bom đủ sức san phẳng các công trình kiên cố của đối phương. Hiện tại quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công theo mọi hướng. Các đơn vị của Nga tăng cường hoạt động dọc toàn bộ chiến tuyến nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này xảy ra trong bối cảnh những nỗ lực nhằm thay đổi tình hình trên mặt trận của Kiev trong thời gian gần đây không mang lại kết quả đáng kể. Thưa quý vị, vừa qua, Phần Lan đã ký một thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Mỹ. Theo thỏa thuận, Phần Lan cho phép Mỹ triển khai quân sự vào lãnh thổ quốc gia này, Đồng thời, một yếu tố quan trọng của thỏa thuận là một căn cứ không quân ở Lapland sẽ trở thành trung tâm hoạt động của lực lượng NATO nhằm chứa một lực lượng lớn tiêm kích áp sát biên giới Nga. Phản ứng trước động thái này, Nga cho biết thỏa thuận quốc phòng Mỹ, Phần Lan chính là mối đe dọa đối với Moscow. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, ông Antti Hakanen đã ký một thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Mỹ. Theo tài liệu vừa ký kết, khả năng triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Phần Lan được đảm bảo trong trường hợp có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang. Là một phần của thỏa thuận, quân đội Mỹ sẽ được phép sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự của Phần Lan, bao gồm 15 căn cứ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ quốc gia này. Một yếu tố quan trọng của thỏa thuận là căn cứ không quân ở Lapland, nằm gần thành phố Rovaniemi. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Liên bang Nga, đây sẽ trở thành trung tâm hoạt động của lực lượng NATO Căn cứ không quân này hiện đang được nâng cấp để chứa 64 máy bay chiến đấu đa chức năng F-35 có khả năng mang bom hạt nhân chiến thuật B-61-12. Việc hiện đại hóa dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2026. Để hỗ trợ hậu cần quân sự, một tuyến đường sắt sẽ được sử dụng để nối thành phố cảng Tornio ở biên giới với Thụy Điển và Kemijavi, một thành phố cách biên giới Nga 1 giờ lái xe và cách Murmansk 7 giờ, nơi có căn cứ chính của hạm đội phương Bắc. Những bước đi nói trên của Lầu Năm Góc rõ ràng nhằm hạn chế hành động của hạm đội phương Bắc và lực lượng không quân chiến lược tầm xa của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Moscow. Việc tiêm kích tàng hình áp sát biên giới là điều khiến Nga cực kỳ lo lắng bởi hệ thống cảnh báo sớm của họ khó lòng phản ứng kịp với mối nguy cơ nói trên. Trong khi đó, Nga và Belarus tuyên bố ý định thành lập các trung tâm huấn luyện chiến đấu chung nhằm nâng cao mức độ gắn kết và trình độ chiến đấu của binh sĩ hai quân đội. Chuyên gia quân sự Vasily Dandikin nói với Free Press rằng bước đi như vậy là phản ứng trước việc triển khai quân đội NATO ở biên giới Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Hai nước đang trên đường tạo ra một lực lượng đầy đủ của quân đội đồng minh chung. Nền tảng của Belarus rất quan trọng để bảo vệ vùng đất Kaliningrad và kiểm soát Ba Lan cũng như khu vực Baltic vì NATO gần đây đã hoạt động ở đó. Trong một chương trình truyền hình, ông Andrei Gurulev, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, đã nói về kế hoạch được cho là của Nga nhằm tiến hành một chiến dịch hàng không vũ trụ chiến lược nhằm chấn áp các hệ thống phòng không, đạt được ưu thế trên không, cô lập các khu vực chiến đấu và tấn công các cơ sở quan trọng nhằm khiến hoạt động kinh tế của Ukraine sụp đổ hoàn toàn. Hiện nay, Nga chủ yếu sử dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở quan trọng ở Ukraine. Quan chức này cho biết, ngành công nghiệp Ukraine đã tăng cường sản xuất tên lửa, có hàng nghìn chiếc như vậy. Theo báo The Kiev Independent, cuộc thăm dò trong tháng 12 năm 2023 cho thấy niềm tin của người dân Ukraine vào Tổng thống Zelensky là 62% giảm so với mức 84% vào tháng 12 năm 2022. Đồng thời, tỷ lệ những người nói rằng họ không tin tưởng ông Zelensky đã tăng từ 5% vào tháng 12 năm 2022 lên 18% trong cuộc thăm dò mới nhất. Niềm tin vào chính phủ Ukraine nói chung là 26%, giảm mạnh so với mức 52% được ghi nhận vào năm 2022. Tuy nhiên, đại đa số 96% người được hỏi tin tưởng vào quân đội, một con số vẫn ổn định kể từ tháng 12 năm 2022 ngoài ra 88% cho biết họ tin tưởng tổng tư lệnh lực lượng vũ trang ukraine Valery zaluzhny người không có tên trong các cuộc thăm dò lòng tin của kies cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin về sự bất hòa giữa tổng thống zelensky và tướng zaluzhny ông zaluzhny và tổng thống ukraine volodymyr zelensky được cho là có mâu thuẫn với nhau nhưng văn phòng của ông zelensky bác bỏ thông tin này cho đó là câu chuyện của nga Trước công chúng, hai người từng có những đánh giá trái ngược nhau về tình hình tiền tuyến trong cuộc giao tranh với Nga sau cuộc phản công hồi mùa hè của Kiev. Tướng Ukraine mô tả tình huống là bế tắc vào đầu tháng 11, vài tuần trước khi Tổng thống thừa nhận điều đó. Ngoài ra còn có vấn đề về sự nổi tiếng của vị tướng này trong công chúng Ukraine. Điều này khiến ông trở thành một thách thức tiềm năng đối với ông Zelensky tại thùng phiếu, theo các ấn phẩm như The Economist và Financial Times. Nhà khoa học chính trị Dmitry Zurablev nói với Lenta.ru, một hãng tin Nga. Ông Zaluzny đã trở thành một nhân vật chính trị rất tích cực, vì vậy cả kẻ thù và bạn bè có thể đã nghe lén ông ấy. Nhà khoa học chính trị Zurablev nói thêm rằng một thế lực phương Tây có thể đứng đằng sau thiết bị này sẽ đến mối quan hệ phức tạp giữa các quan chức Ukraine, những người phương Tây ủng hộ Kiev và các đối thủ Nga của họ. Ngày 18 tháng 12, trang SF thông tin Mặc dù chịu tổn thất nặng nề và không có triển vọng đạt được mục tiêu, nhưng Kiev sẽ không dừng chiến tranh. Ông Zelensky vẫn chuẩn bị chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng. Đêm ngày 17 tháng 12, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công khác vào sân bay quân sự Starokonstantinov của lực lượng không quân Ukraine ở vùng Khmelnytsky. Sân bay này đã phải chịu các cuộc tấn công liên tục mỗi ngày. Trong những ngày qua, sân bay quân sự Starokonstantinov bị một số tên lửa của Nga tấn công sân bay này bị các máy bay không người lái Jeran của Nga nhắm tới. Các vụ nổ ở khu vực sân bay đã được các nguồn tin địa phương xác nhận nhưng thiệt hại vẫn chưa được tiết lộ. Sân bay ở Staro Konstantinov có tầm quan trọng chiến lược đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Nơi đây có hai đơn vị hàng không gồm máy bay Su-24 đã được chuyển đổi để mang tên lửa Storm Shadow dẫn đường. Trong khi đó ở các mặt trận, quân đội Nga đang có nhiều lợi thế và đạt được một số thành công về mặt chiến thuật. Một trong những khó khăn của Ukraine phần nhiều phụ thuộc vào phương Tây về vũ khí và tài chính, phải đối mặt với những áp lực mà Nga không có. Theo các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ, các đồng minh của Ukraine không có đủ đạn dược và thiết bị để hỗ trợ Kiev tiến hành một cuộc phản công khác. Và như vậy sẽ khó có một kế hoạch lớn diễn ra trong năm 2024. Cho đến nay, Mỹ là hậu phương quan trọng nhất của Ukraine, viện trợ khoảng một nửa số vũ khí và một phần tư nguồn viện trợ nước ngoài của Ukraine. Tuy nhiên, gần 22 tháng sau xung đột, các cuộc thăm dò nói chung cho thấy sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với việc tiếp tục tài trợ cho Ukraine đã giảm sút, đặc biệt ở các đảng viên Cộng hòa. Thêm nữa, thất bại của cuộc phản công năm nay đã khoét sâu sự bất đồng chính trị trong nội bộ Ukraine. Đáng chú ý nhất là giữa ông Zelensky và tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny. Một tháng sau khi ông Zelensky công khai chỉ trích ông Zaluzhny vì vị tướng này nói rằng xung đột đã rơi vào bế tắc, cả hai ông vẫn chưa xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Bên cạnh đó, có những dấu hiệu cho thấy Nga có ý định tấn công gắt hơn trong mùa đông này. Sau nhiều tuần tập trung tấn công vào thành phố Adipka, tỉnh Donetsk, Nga cuối tuần qua đã bắt đầu một cuộc tổng tấn công dọc theo mặt trận phía đông, theo tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, tướng Oleksandr Sisky. Mỹ đã cung cấp hơn 2 triệu quả đạn pháo 155mm và làm trung gian giao hàng từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, nguồn dự trữ của quân đội phương Tây vốn không lường trước được một cuộc tấn công pháo binh lớn đang cạn kiệt. Ngoài ra, Ukraine cũng cần đạn dược cho hệ thống phòng không để chống lại UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga ở thủ đô và cơ sở hạ tầng quan trọng. Phương Tây đã cung cấp khoảng hơn chục loại hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine, nhưng khi Nga bán hàng nghìn máy bay không người lái Shahed giá rẻ, đạn phòng không của Ukraine đang dần cạn kiệt. Đáng lo nhất là tên lửa Nga có thể xuyên qua các khoảng trống phòng không, tấn công các mục tiêu quân sự và phá hủy cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm, nhằm làm suy giảm hoạt động kinh tế, khiến Ukraine ngày càng phụ thuộc vào viện trợ phương Tây. Ngoài ra Ukraine cũng phải đối mặt với những thách thức từ việc tiêu hao nhân lực. Dù Kiev không công bố kế hoạch huy động hay thương vong, nhưng cựu chỉ huy tiểu đoàn Yevhen Diki đã ước tính rằng Ukraine sẽ cần động viên 20.000 binh sĩ mỗi tháng trong năm tới để duy trì quân đội, để vừa thay thế những người bị chết và bị thương, vừa luân chuyển, bố trí lực lượng. Thưa quý vị, một tuần sau khi thành lập Liên minh Năng lực Hàng hải, phương Tây lại cho ra đời nền tảng mới hỗ trợ Ukraine ở trên bộ hình thành thế hệ hỗ trợ cả trên không, trên biển và trên bộ đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ngày 18 tháng 12, trong khuôn khổ diễn đàn giao thông vận tải quốc tế ITF, Litva, Thụy Điển và Canada đã công bố sáng kiến thành lập nhóm lợi ích chung cho Ukraine CIG4U nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển ngành giao thông vận tải của Ukraine. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của Litva, nước đang giữ chức chủ tịch ITF. Trong một bài phát biểu trên Facebook cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Lãnh thổ và Cơ sở Hạ tầng Ukraine, ông Serhiy Dekach cho biết mục tiêu chính của CIG4U bao gồm điều phối hỗ trợ cho các nhu cầu vật chất liên quan đến vận tải và cung cấp hỗ trợ phân tích để khôi phục các liên kết giao thông. Vị quan chức này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ này trong thời điểm hiện tại, đồng thời bày tỏ cảm ơn đối với các nước đối tác vì hành động của họ. Tờ The Baltic Times ngày 19 tháng 12 cho biết thêm, Litva, Canada và Thụy Điển – những nước khởi xướng nền tảng CIG4U cho ETF sẽ giúp Ukraine đáp ứng nhu cầu vận tải trước mắt bằng cách góp phần tái thiết lâu dài các tuyến giao thông của Ukraine. Nền tảng mới của ETF cũng sẽ điều phối việc huy động hỗ trợ quốc tế để tái thiết cơ sở hạ tầng của Ukraine, đảm bảo việc sử dụng viện trợ một cách minh bạch cho các ưu tiên chính của Ukraine. Trong lĩnh vực giao thông, khoảng 20 dự án đã được xác định và Ukraine sẽ được ưu tiên một trong những dự án đầu tiên do Canada tài trợ đang được IDF triển khai trong lĩnh vực vận tải đường bộ và đường sắt của Ukraine. Dự kiến các bên tham gia nền tảng CIG4U sẽ thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật về nhu cầu trước mắt cũng như các biện pháp dài hạn của Ukraine để đảm bảo hoạt động, an toàn và phát triển bền vững của hệ thống giao thông Ukraine trong tương lai. Ngoài ra, nền tảng CIG4U sẽ hỗ trợ Ukraine trong hoạt động phân tích để giúp lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược và các hành lang giao thông trong tương lai. Dự kiến sẽ có thêm nhiều quốc gia thành viên ETF, các tổ chức quốc tế và tổ chức tài chính tham gia CIG4U. Thứ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Lãnh thổ và Cơ sở Hạ tầng Ukraine, ông Serhiy Dekach cho rằng, những nỗ lực này dự kiến sẽ góp phần đáng kể vào việc tái thiết và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine, vốn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột với Nga, vẫn đang diễn ra, cũng như những thách thức kinh tế và sự phong tỏa biên giới Ba Lan, Ukraine gần đây của các tài xế xe tải Ba Lan, hiện đã kéo dài hơn một tháng. Liên minh năng lực hàng hải nằm trong một loạt sáng kiến của đồng minh nhằm hỗ trợ khả năng quân sự của Ukraine trong các lĩnh vực khác nhau, giống như liên minh máy bay chiến đấu đã thành lập trước đó. Hồi đầu tháng 9 năm 2023, lãnh đạo hai nước Anh và Hà Lan đã đồng ý phối hợp với nhau để xây dựng một liên minh quốc tế nhằm cung cấp cho Ukraine năng lực chiến đấu trên không, hỗ trợ nước này mọi thứ, từ đào tạo đến mua máy bay chiến đấu F-16. công ty Terminal Autonomy của Ukraine gần đây đã công bố một số bức ảnh cho biết quân đội nước này đã nhận được một loạt máy bay không người lái cảm tử tầm xa có tên là AQ-400 Scythe. Công ty này lưu ý rằng họ đã hoàn thành việc mua sắm các linh kiện cần thiết để sản xuất hàng loạt máy bay không người lái này với công suất sản xuất ban đầu là 100 chiếc mỗi tháng. Trong tương lai có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất lên tới 500 chiếc. AQ-400 Scythe là máy bay không người lái tầm xa với sải cánh 2,3 mét tốc độ bay 144 km h thời gian bay 6,5 giờ và tầm hoạt động 750 km. Máy bay được thiết kế để phóng từ đường băng ngắn hoặc máy phóng. Máy bay có trọng lượng cất cánh đạt 100 kg, trong đó trọng tải mang theo là 32 kg. Con số này có thể mở rộng lên 70 kg, tuy nhiên khi đó tầm bay của máy bay không người lái sẽ giảm xuống. AQ400 Size có các đặc điểm nổi bật, bao gồm lắp ráp nhanh, khả năng sản xuất hàng loạt và hiệu quả về mặt chi phí, khiến nó trở thành vũ khí quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Trong một diễn biến khác trong xung đột Nga-Ukraine, theo tờ Pravda Ukraina, quân đội nước này đã sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công sân bay quân sự ở thị trấn Morozovsk, thuộc Rostov, Nga. Pravda Ukraina trích dẫn các video được tài khoản Telegram có tên là Astra công bố cho thấy, một số người dân Nga sinh sống tại thị trấn Morozovsk tại tỉnh Rostov đã nghe thấy âm thanh giống như tiếng động cơ máy bay lượn trên bầu trời giữa đêm tối. Sau đó một người dân trong lúc quay video đã bất ngờ ghi được khoảnh khắc một vụ nổ xảy ra gần đó. Theo Pravda, Ukraina, nơi xảy ra vụ nổ trên là vị trí trung đoàn máy bay ném bom số 559 của Nga đặt căn cứ. Trang quân sự defense ua com sau đó dẫn nguồn tin từ Cục An ninh Ukraina cho biết có khoảng 20 cường kích Su-34, 3 trạm radar và nhiều thiết bị quân sự quan trọng khác có mặt trong căn cứ trung đoàn máy bay ném bom số 559 Nga ở thời điểm vụ tập kích xảy ra. Vừa qua, sau cuộc gặp với Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Âu sẽ cố gắng một lần nữa vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 để nhất trí về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, nhắc lại rằng 26 trên 27 quốc gia thành viên có cùng quan điểm. Ông nói, đây là điểm khởi đầu của hội nghị thượng đỉnh này nhằm cố gắng thuyết phục quốc gia thành viên thứ 27 và đạt được thỏa thuận nhất trí để chúng tôi có thể tôn trọng nghĩa vụ của mình đối với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ở Brussels, Bỉ vừa qua. Riêng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu cấp cho Kiev khoản trợ cấp lên tới 17 tỷ euro và 33 tỷ euro dưới dạng các khoản vay nhằm duy trì bộ máy nhà nước của Ukraine. Đề xuất này nằm trong kế hoạch đánh giá rộng hơn về ngân sách dài hạn của châu Âu và phải được sự nhất trí của tất cả 27 thành viên EU quyết định. Trước đó, một số người đứng đầu chính phủ đã ám chỉ khả năng loại bỏ quyền phủ quyết của Hungary và để 26 quốc gia thành viên tìm ra giải pháp cho Ukraine. Nhưng ông Mitchell và ông De Crew đều nhấn mạnh, mục tiêu còn lại là đạt được thỏa thuận với tất cả 27 quốc gia thành viên. Hơn nữa, các quốc gia châu Âu đã cam kết viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev, nhưng cho biết họ phải đối mặt với những hạn chế về kinh tế và giới hạn sản xuất vũ khí. Nếu Mỹ rút lại phần lớn viện trợ, châu Âu sẽ không có kho dự trữ, đồng thời họ cũng không thể tiếp tế cho Ukraine và xây dựng lại lực lượng của mình. Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, Đô đốc Rob Bauer cho biết trong năm nay rằng châu Âu giờ đây có thể nhìn thấy đáy thùng về những gì họ có thể cung cấp cho Ukraine. EU cũng dường như khó có thể thực hiện được cam kết cung cấp 1 triệu quả đạn pháo đang rất cần thiết cho Ukraine vào mùa xuân sắp tới và cho đến nay chỉ đạt được khoảng 1 phần 3 số đó. Các quan chức Ukraine đã nói rằng nếu viện trợ cạn kiệt hoàn toàn, họ sẽ không thể tiếp tục chiến dịch quân sự vốn đang gặp khó khăn để giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát và có thể không thể kìm chân các lực lượng Nga được hỗ trợ bởi nguồn nhân lực cùng vật lực dồi dào. Liên quan tình hình trên thực địa của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khi được hỏi liệu có xem tình hình hiện đang lâm vào bế tắc hay không, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzny đáp, không. Tuy nhiên, ông đã từ chối bình luận về khả năng Kiev có tiếp tục thực hiện chiến dịch phản công trong mùa đông hay không, viện dẫn tính nhạy cảm của vấn đề. Trong khi đó, chuẩn tướng Oleksandr Tanapsky lại cho biết lực lượng tiền tuyến của Ukraine đang phải đối mặt với vấn đề rất lớn là tình trạng thiếu đạn pháo, đồng thời Kiev cũng phải giảm bớt một số hoạt động quân sự do xu hướng giảm viện trợ quân sự nước ngoài. Theo hãng tin AP, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, những biểu hiện bất mãn ngày càng được thể hiện nhiều và công khai trong hàng ngũ quân đội Kiev. Tại thành phố Kherson ven bờ sông Dnieper, binh sĩ Ukraine đang cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực bên kia sông từ tay quân đội Nga. Sự khắc nghiệt của thời tiết đông khiến không ít binh sĩ tự hỏi tại sao những chiến dịch đổ bộ như thế này không được triển khai từ nhiều tháng trước trong điều kiện khí hậu ấm áp hơn. Binh sĩ với mở danh Boxer, chỉ huy bộ phận chống máy bay không người lái, drone của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 11 cho biết Tôi không hiểu, tình hình giờ đây khó khăn và bút giá hơn, đó không chỉ là nhận xét của tôi, nhiều đơn vị cũng thấy điều đó thậm chí không khí ảm đạm trên còn lan rộng khi binh sĩ Kiev cảm nhận rõ sự tiến bộ từng ngày của đối thủ. Lãnh đạo tình báo Ukraine thừa nhận việc ép người dân nhập ngũ không mang lại hiệu quả, nhưng vẫn phải thực hiện để duy trì quân số. Tướng Kirill Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, cho biết những người tình nguyện nhập ngũ ở Ukraine đều đã đăng ký trong 6 tháng đầu tiên của cuộc xung đột và hiện hầu như không còn công dân nào muốn tòng quân thêm rằng phần lớn người Ukraine thích ngồi nhà cổ vũ binh sĩ ở tiền tuyến hơn là nhập ngũ. Ông cũng thừa nhận những người bị ép cầm súng không có nhiều động lực, điều ảnh hưởng tới hiệu quả chiến đấu của họ trên chiến trường. Trong khi đó, theo Ukrainska Pravda đưa tin, chỉ huy lữ đoàn vệ binh quốc gia Azov, Trung tá Denis Prokopenko tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ còn kéo dài. Ông kêu gọi, những người vẫn chưa tham gia phục vụ trong lực lượng phòng vệ Ukraine phải đưa ra lựa chọn sáng suốt, cầm vũ khí, gia nhập hàng ngũ quân đội hoặc trở thành hậu phương đáng tin cậy của quân đội, hoạt động để hỗ trợ khả năng phòng thủ của đất nước. Trong khi đó, theo tờ Ukraine Scrap Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Zaluzny, nói vẫn còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của chính sách tuyển quân và cần khôi phục hệ thống tuyển quân cũ. Ông Zaluzny cũng than phiền về quyết định sa thải toàn bộ quan chức tuyển quân cấp tỉnh, quyết định được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra vào tháng 8. Khi được hỏi về việc các quan chức tuyển quân cấp tỉnh bị sa thải ảnh hưởng ra sao đến hiệu quả tuyển quân, Ông Zaluzny nói, đó là những người chuyên nghiệp, họ biết phải làm gì và giờ đây không còn ai tiếp tục làm việc nữa. Cuối tháng 11, ông Zelensky đã yêu cầu Tổng tư lệnh Valery Zaluzny và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov xây dựng kế hoạch tuyển quân mới. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, nói với báo Anh Guardian rằng chính sách tuyển quân mới của Ukraine đang được thực hiện theo đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Umerov. Cụ thể, Ukraine sẽ tăng cường hơn nữa việc tuyển quân, xem xét kỹ năng và trình độ để giao vai trò phù hợp cho các tân binh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban bố tình trạng thiết quân luật từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine. Một ngày sau, ông ký xác lệnh tổng động viên cấm nam giới nước này trong độ tuổi từ 18 đến 60 xuất cảnh. Nỗ lực tuyển quân của Ukraine gần đây được cho là không còn hiệu quả do cuộc xung đột kéo dài khiến nhiều người dân nước này chán nản và mệt mỏi. Theo điều tra của BBC, gần 20.000 nam giới Ukraine đã trốn tòng quân bằng cách ra nước ngoài, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh hoặc làm giả giấy tờ chứng minh không đủ điều kiện nhập ngũ. Cơ quan an ninh Ukraine SBU xác nhận rằng một thiết bị nghe lén đã được tìm thấy trong văn phòng dành cho tướng Valery Jalutny, quan chức quân sự cấp cao nhất của nước này, sử dụng. Các nhà bình luận lưu ý rằng các lực lượng trong nước và quốc tế có thể quan tâm đến những gì ông Jalutny thảo luận sau cánh cửa đóng kín. Các báo cáo về thiết bị nghe lén được phát hiện tại nơi làm việc có liên quan đến ông Jaludny lần đầu tiên xuất hiện hôm 16 tháng 12 trên các phương tiện truyền thông Ukraine, trích dẫn các nguồn tin nội bộ. Vài giờ sau, SPU đưa ra một tuyên bố xác nhận việc tìm thấy thiết bị, nhưng hạ thấp tầm quan trọng của vụ việc. Tướng Jaludny cũng xác nhận rằng ông không phải là quan chức quân sự cấp cao duy nhất, là mục tiêu của các điệp viên như các phương tiện truyền thông đề cập trước đó. Nhà báo Ukraine Yuri Butosov, từng tuyên bố rằng Konstantin Bushuyev, trợ lý riêng của ông Jalutny, là một mục tiêu khác và gọi vụ việc là một sơ suất an ninh nghiêm trọng. Ông Jalutny và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là có mâu thuẫn với nhau, nhưng văn phòng của ông Zelensky bác bỏ thông tin này, cho đó là câu chuyện của Nga. Trước công chúng, hai người từng có những đánh giá trái ngược nhau về tình hình tiền tuyến trong cuộc giao tranh với Nga sau cuộc phản công hồi mùa hè của Kiev tướng Ukraine mô tả tình huống là bế tắc vào đầu tháng 11, vài tuần trước khi Tổng thống thừa nhận điều đó. Ngoài ra, còn có vấn đề về sự nổi tiếng của vị tướng này trong công chúng Ukraine. Điều này khiến ông trở thành một thách thức tiềm năng đối với ông Zelensky tại thùng phiếu, theo các ấn phẩm như The Economist và Financial Times. Hồi tháng trước, ông Igor Zhokka, phó tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, đã lên án đánh giá của người đứng đầu quân đội Ukraine khi cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở thế bế tắc. Trước đó, chia sẻ với tờ The Economist, ông Valery Zaluzny nhận định, Ukraine đang ở tình trạng bế tắc và có thể sẽ không giành được đột phá đáng kể nào trong xung đột. Theo ông Zhokka, cuộc phỏng vấn của tướng Zaluzny sẽ được phía Nga đọc, ghi chú cẩn thận và rút ra kết luận. Ông cho biết đã nhận được cuộc gọi hoảng loạn từ các nước đối tác, muốn hỏi liệu xung đột Nga-Ukraine có đang đi vào bế tắc như tướng Jaludny nói hay không. Ông Jokka khẳng định ông rất ngạc nhiên với những đánh giá của tướng Jaludny. Tổng thống Zelensky, dù không đồng tình với đánh giá của tướng Jaludny, nhưng thừa nhận người dân đang mệt mỏi sau 18 tháng bùng nổ xung đột. Thưa quý vị, theo Reuters, nếu trở thành tổng thống Mỹ lần thứ hai, trước tiên ông Donald Trump sẽ bổ nhiệm hàng loạt quan chức trung thành để tránh những vấn đề mà ông gặp phải trong nhiệm kỳ đầu. Theo Reuters, nếu đắc cử nhiệm kỳ 2, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ bổ nhiệm những người trung thành vào các vị trí chủ chốt trong lầu năm góc, Bộ ngoại giao và cơ quan tình báo trung ương CIA. Các trợ lý và nhà ngoại giao của Mỹ từng làm việc với ông Trump cho rằng Điều này sẽ giúp ông tự do hơn trong việc ban hành các chính sách theo chủ nghĩa biệt lập. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump đã gặp khó khăn trong việc áp những chính sách đôi khi được cho là thất thường lên cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Các trợ lý hiện tại và trước đây cho biết việc có thêm nhiều người trung thành sẽ cho phép cựu tổng thống thúc đẩy các ưu tiên chính sách đối ngoại của mình nhanh hơn và hiệu quả hơn. Theo ông Michael Munroy, phó trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề Trung Đông dưới thời ông Trump tổng thống có thể sẽ bổ nhiệm những cá nhân khó có thể đối đầu với ông. Tất cả các tổng thống Mỹ đều có quyền bổ nhiệm các vị trí cấp cao nhất trong bộ máy liên bang, bao gồm Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và CIA. Ông Trump trước đây đã xung đột với các quan chức tại Lầu Năm Góc về một số vấn đề trong nhiệm kỳ đầu tiên, từ lệnh cấm quân nhân chuyển giới cho đến quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria năm 2018. Ngoài ra, trong các phát biểu gần đây, bản thân ông Trump cũng cho biết ông có kế hoạch khôi phục sắc lệnh hành pháp mà ông đã ban hành trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên những lệnh này sẽ cho phép ông sa thải quan chức dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, mới đây, kết quả các cuộc khảo sát mới là tin buồn đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi chúng cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông sụt giảm mạnh và thấp hơn đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Đài RT dẫn kết quả thăm dò dư luận do Đại học Monmouth của Mỹ công bố ngày 18 tháng 12 hé lộ chỉ 3 trong số 10 người Mỹ tham gia khảo sát tin ông Biden đang chú trọng đến các vấn đề khiến họ quan tâm nhất chỉ 34% cử tri được hỏi hài lòng với hiệu quả công việc lãnh đạo đất nước của tổng thống đương nhiệm, mức thấp nhất kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, số người trưởng thành ở Mỹ không hài lòng với kết quả thực hiện trọng trách của ông Biden đã tăng gấp đôi lên tới 61%. Chỉ 26% người Mỹ trưởng thành nhất trí với chính sách nhập cư của ông Biden, trong khi 28% đồng ý với cách ông xử lý lạm phát. Khi được hỏi về tình trạng tài chính của bản thân, tới 44% số người được hỏi thú nhận đang gặp khó khăn gấp đôi tỷ lệ được ghi nhận trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Chỉ cho biết tình hình tài chính của họ đang được cải thiện. Cuộc khảo sát của Đại học Môn cũng cho thấy gần 20% người Mỹ tin đất nước đang đi đúng hướng, giảm 8 điểm phần trăm trong năm qua, trong khi tới 69% cho rằng xứ sở cơ hoa đang đi sai hướng. Kết quả khảo sát mới nhất được công bố vào thời điểm ông Biden đang tụt lại phía sau cựu Tổng thống Trump về tỷ lệ ủng hộ trong nỗ lực tái tranh cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng năm 2024. Khi cử tri ngày càng lo ngại về lạm phát và khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp, xung quanh vấn đề tranh cử, một trong những câu hỏi quan trọng nhất của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 hiện đã được chuyển lên toán tối cao, đó là câu hỏi về việc liệu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có bị đưa ra xét xử trước khi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024 hay không. Trong bước đi mới nhất của cuộc cạnh tranh mèo vờn chuột ngày càng leo thang giữa ông Trump và các công tố viên, công tố viên đặc biệt Jack Smith Ngày 13 tháng 12 đã nộp đơn kêu gọi tòa án tối cao can thiệp trước, nhanh chóng xem xét lại tuyên bố về quyền miễn trừ của cựu tổng thống Donald Trump liên quan đến các cáo buộc ông âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 thông qua vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông Smith cho rằng, nếu không có hành động ngay lập tức, tranh chấp có thể kéo dài sang nhiệm kỳ tiếp theo của tòa án tối cao và vẫn chưa được giải quyết trước cuộc bầu cử năm 2024. Bộ Tư pháp Mỹ từ lâu đã có chính sách nội bộ là không truy tố một tổng thống đương nhiệm. Yêu cầu của công tố viên Smith là lần đầu tiên tòa án tối cao được yêu cầu ra phán quyết về việc liệu các cựu tổng thống có được quyền miễn trừ này hay không. Yêu cầu của công tố viên đặc biệt Smith liên quan đến vụ án đầu tiên chống ông Trump dự kiến xét xử vào năm 2024 với một bản cáo trạng gồm 4 tội danh liên quan đến hành vi của ông trước vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ vào cuối ngày 13 tháng 12, tòa án tối cao Mỹ tuyên bố đã đồng ý xúc tiến việc xem xét yêu cầu của ông Smith. Tòa yêu cầu các luật sư của ông Trump phải trả lời trước ngày 20 tháng 12. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 12 đưa tin Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hoa Sông 18 sử dụng nhiên liệu rắn ra vùng biển phía đông. Tên lửa bay 1.002,3 km trong vòng 4.415 giây đạt tốc độ tối đa 6.518,2 km trước khi lao chính xác vào mục tiêu. Đây là lần thứ ba Triều Tiên thử thành công tên lửa Hoa Sông 18 sử dụng nhiên liệu rắn trong năm 2023 sau các lần thử thành công hồi tháng 4 và tháng 7 vừa qua. Theo KCNA, vụ phóng là màn diễn tập nhằm chứng minh độ sẵn sàng chiến tranh của lực lượng dân đe hạt nhân trước sự đối địch của Mỹ nhà lãnh đạo kim jong un đã chứng kiến vụ phóng bày tỏ sự hài lòng và nói đó là minh chứng thực tế về điều kiện và độ tin cậy của các năng lực tấn công đáng gờm và khả năng gian đe chiến tranh hạt nhân tuyệt đối của quân đội triều tiên ông kim jong un nói lần phóng thử cho thấy lựa chọn mà ông sẽ đưa ra khi washington đưa ra quyết định sai lầm ông kim còn nhấn mạnh rằng vụ phóng cho thấy rõ ràng hành động mà bình nhưỡng đã chuẩn bị và sẽ thực hiện mỗi khi washington ra quyết định sai lầm Nhà lãnh đạo cũng giao nhiệm vụ mới quan trọng là tăng tốc phát triển các lực lượng hạt nhân chiến lược. Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo Triều Tiên đã phóng một ICBM với tầm bay có thể tấn công bất cứ đâu tại Mỹ. Vụ phóng diễn ra khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang ở gần Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời công bố một số nhiệm vụ quan trọng mới để thúc đẩy sự phát triển của lực lượng chiến lược hạt nhân. Ông Kim cho biết Cuộc tập trận thể hiện ý chí của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về phản ứng cứng rắn nhất và sức mạnh vượt trội của nước này. Theo KCNA, hoạt động phóng ICBM nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng gian đe hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời xác nhận tính cơ động khả năng chiến đấu và độ tin cậy của lực lượng này. Ngay trong ngày 19 tháng 12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, nước này cùng hai đồng minh là Mỹ và Nhật Bản đã triển khai một hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên trong thời gian thực. Đây là nỗ lực mới nhất giữa các nước này nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên ứng phó với chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên. Thông báo của bộ trên nêu rõ Ba nước đã thiết lập hệ thống phát hiện và đánh giá tên lửa do Triều Tiên phóng trong thời gian thực tế nhằm đảm bảo an toàn cho công dân của các nước và tăng cường các khả năng ứng phó liên quan. Theo hãng tin Yonhap, Mỹ, Nhật, Hàn cũng cùng nhau xây dựng một kế hoạch nhiều năm cho các cuộc tập trận quân sự ba bên nhằm mục tiêu tìm giải pháp ứng phó tốt hơn với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Phnom Penh, Campuchia tháng 11 năm 2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lần đầu tiên nhất trí chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực. Tháng 8 vừa qua tại cuộc gặp ở trại David, Mỹ, các nhà lãnh đạo đã một lần nữa khẳng định những nỗ lực và nhất trí vận hành hệ thống này vào cuối năm nay. Trước đó, Mỹ đã có hệ thống chia sẻ dữ liệu riêng rẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản do có các hiệp ước liên minh song phương với hai nước này. Tuy nhiên, với việc triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu ba bên nói trên, đây là lần đầu tiên hai quốc gia láng giềng Đông Bắc Á có mối liên kết dữ liệu trực tiếp. Mỹ, Nhật, Hàn chính thức triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực tế, một ngày sau khi Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa sông 18. Bên cạnh đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, chỉ trích đây là sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo yêu cầu của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với tờ Welt trong một cuộc phỏng vấn mới đây, châu Âu cần tăng cường sản xuất quốc phòng để bảo vệ chính mình và Ukraine vì Mỹ có thể sẽ giảm sự can dự vào lục địa này trong thời gian tới. Ukraine đang phải đối mặt với tình thế ngày càng khó khăn trên chiến trường khi thiếu đạn dược, trong khi tranh luận ở Quốc hội Mỹ đang ngăn cản việc cung cấp thêm hỗ trợ. Ông Pistorius lưu ý rằng châu Âu có thể sẽ phải thay thế viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu quốc hội Mỹ không phê duyệt nguồn tài trợ mới. Đồng thời, Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí, thứ mà châu Âu cần cạnh tranh mà không cần phụ thuộc vào Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm. Ông Pistorius nói, châu Âu nên tham gia nhiều hơn vào việc đảm bảo an ninh trên lục địa của mình. Chúng ta có khoảng 5-8 năm để bù đắp những gì đã mất, xét từ góc độ lực lượng vũ trang, ngành công nghiệp và xã hội. Ông tin rằng Washington sẽ bắt đầu chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào cuối thập kỷ này. Vì vậy, châu Âu cần phải sẵn sàng và xem xét các mối đe dọa tiềm tàng đối với các nước vùng Baltic, Georgia và Moldova một cách rất nghiêm túc. Ông Pistorius nói, Đây không chỉ là lời nói suông, chúng ta có thể phải đối mặt với những nguy hiểm vào cuối thập kỷ này. Nhưng đến lúc đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng ứng phó. Tranh cái nội bộ ở Mỹ đã gây ra lo ngại cho EU và Ukraine Gói tài trợ trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị cho Ukraine đã bị đình trệ trong bối cảnh tranh chấp chính trị tại Quốc hội Mỹ và sự phản đối của các bộ phận trong Đảng Cộng Hòa khẳng định bất kỳ khoản viện trợ nào thêm cho Ukraine hoặc Israel đều phải bao gồm những thay đổi đáng kể đối với chính sách nhập cư và an ninh biên giới của Mỹ. Quốc hội Mỹ đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông kéo dài 3 tuần vào ngày 15 tháng 12. Chỉ còn lại 1 tỷ đô la Mỹ, nguồn tài trợ cho Ukraine dự kiến sẽ cạn kiệt trong vòng một tháng. Trong khi đó, việc cắt giảm ngân sách và ngành vũ khí suy giảm đã ảnh hưởng đến các lực lượng vũ trang ở châu Âu. Theo nhận định của tờ Wall Street Journal của Mỹ mới đây, quân đội Anh, đồng minh quân sự hàng đầu của Mỹ và là nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất châu Âu, chỉ có khoảng 150 xe tăng có thể triển khai và khoảng chục khẩu pháo tầm xa có thể sử dụng được. Khó dự trữ ít đến mức năm ngoái Quân đội Anh đã cân nhắc tìm nguồn cung nhiều bệ phóng tên lửa từ các bảo tàng để nâng cấp và viện trợ cho Ukraine. Những ý tưởng này đã bị loại bỏ. Pháp, nước chi tiêu nhiều nhất tiếp theo, có chưa đầy 90 khẩu pháo hạng nặng, tương đương với số lượng mà nga mất đi mỗi tháng trên chiến trường Ukraine. Đan Mạch không có pháo hạng nặng, tàu ngầm hay hệ thống phòng không. Quân đội Đức chỉ có đủ đạn dược cho 2 ngày chiến đấu. Trong những thập kỷ kể từ khi chiến tranh lại kết thúc, dù quân đội suy yếu, nhưng các chính phủ trên khắp phương Tây vẫn chấp nhận. Vì có sự can dự của Mỹ, nước có sức mạnh quân sự số 1 thế giới, giúp củng cố NATO và chính sách quốc phòng của châu Âu. Năm ngoái, Mỹ đóng góp gần 70% chi tiêu quốc phòng của NATO. Nhưng báo động đã gia tăng khi Mỹ chuyển sang lập trường theo chủ nghĩa biệt lập hơn và tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine. Phần lớn năng lực sản xuất vũ khí của châu Âu đã bị suy yếu sau nhiều năm cắt giảm ngân sách và việc xoay chuyển tình thế này là một thách thức vào thời điểm hầu hết các chính phủ phải đối mặt với những hạn chế về ngân sách nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm và dân số già hóa, cũng như sự phản đối chính trị lớn đối với việc cắt giảm chi tiêu phúc lợi để đầu tư cho quốc phòng. Anthony King, giáo sư nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Warwick cho biết, châu Âu đã phi quân sự hóa một cách có hệ thống vì không cần phải chi tiền, do không có mối đe dọa rõ ràng và do sự thống trị của quân đội Mỹ trên toàn cầu. Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm vấn đề của châu Âu. Theo Anders Fogh Rasmussen, cựu tổng thư ký NATO, Mặc dù sức mạnh kinh tế và công nghiệp tổng hợp của các nước NATO lớn hơn Nga, nhưng liên minh quân sự này đang tự tụt hậu. Thưa quý vị, trở lại với diễn biến xung đột Israel-Hamas. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel có nguy cơ mất đi hỗ trợ quốc tế nếu tiếp tục oanh tạc bừa bãi. Tuy nhiên, quân đội Israel cũng tuyên bố chỉ sử dụng bom thông minh độ chính xác cao oanh tạc giải Gaza. Bác thông tin gần một nửa số bom là loại không dẫn đường. Quân đội Israel tuyên bố chỉ sử dụng bom thông minh độ chính xác cao oanh tạc giải Gaza. Bác thông tin gần một nửa số bom là loại không dẫn đường. Một sĩ quan lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định: "Tất cả bom chúng tôi dùng đều là loại có độ chính xác cao. Chúng tôi không sử dụng bất cứ loại bom không dẫn đường nào. Tất cả đều có hệ thống dẫn đường chính xác, trong đó có loại dẫn đường bằng GPS, camera hoặc máy tính trên tiêm kích." khi được hỏi về đánh giá của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI, theo đó cho biết gần một nửa bom đạn mà không quân Israel sử dụng để tấn công giải Gaza không có hệ thống dẫn đường. Sĩ quan Israel cho rằng thông tin này không chính xác. Trước đó, tình báo Mỹ đánh giá gần một nửa số bom đạn Israel ném xuống giải Gaza trong kế hoạch quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas là loại không có dẫn đường. Theo tiết lộ của ba nguồn thạo tin với đài CNN, Báo cáo mới do văn phòng giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ soạn thảo cho biết, khoảng 40 đến 50% trong 29.000 vũ khí không đối đất do lực lượng phòng vệ Israel IDF sử dụng là bom không có dẫn đường, số còn lại là bom có dẫn đường chính xác. Các chuyên gia lưu ý, bom đạn không có dẫn đường thường kém chuẩn xác hơn và có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho dân thường, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư như giải Gaza. Tốc độ Israel sử dụng loại vũ khí này có thể góp phần khiến số dân thường thiệt mạng tăng vọt. Trong một bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định IDF đã ném bom bừa bãi trong khu vực. Khi được yêu cầu bình luận về đánh giá, phát ngôn IDF Nia Dina từ chối nói về loại đạn mà quân Do Thái đang sử dụng. Trong khi đó, Thiếu tá Keren Hadjov, một quan chức cấp cao của quân đội Israel quả quyết, các lực lượng vũ trang nước này luôn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc ứng xử đạo đức, đồng thời đang dành nguồn lực to lớn để giảm thiểu tổn hại cho dân thường bị Hamas ép buộc làm lá chăn sống. Trong một diễn biến khác, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo phát hiện một trong những địa đạo hầm ngầm lớn nhất của lực lượng Hamas ở giải Gaza. Thông báo kèm một đoạn video clip của IDF cho biết đường hầm được làm kiên cố bằng bê tông và thép có độ rộng đủ cho xe ô tô loại nhỏ có thể dễ dàng di chuyển. Tổng chiều dài của đường hầm khoảng 4 km, nhiều đoạn ở độ sâu tới 50 m kể từ mặt đất Đặc biệt, một cửa của đường hầm này nằm ngay sát khu vực biên giới giữa Gaza và Israel, chỉ cách một chốt kiểm tra an ninh của Israel khoảng 100 mét. Theo một số nguồn tin khu vực, Hamas đã xây dựng được một hệ thống địa đạo khổng lồ tại giải Gaza với khoảng 1.300 hầm ngầm có tổng chiều dài lên tới gần 500 km. Một số lãnh đạo Hamas khẳng định quân đội Israel không thể phá hủy hết được hệ thống hầm ngầm tại Gaza, kể cả biện pháp bơm nước biển vào. Ngày 18 tháng 12, theo giờ địa phương, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel Mossad David Bani đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CEA Bin Bol và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Thani tại Vaksara, Ba Lan. Tại cuộc gặp, các bên đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận mới với Hamas về việc trả tự do cho các con tin còn lại. Theo hãng tin AP, đây là cuộc họp đầu tiên giữa giới chức lãnh đạo cơ quan tình báo của Mỹ và Israel và Thủ tướng Qatar Anthony sau thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên kéo dài 7 ngày kết thúc hồi cuối tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thừa nhận các cuộc đàm phán sẽ kéo dài và khó khăn. Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin ông David Barney và Thủ tướng Qatar Anthony cũng có cuộc gặp tại Na Uy vào tối 15 tháng 12. Giới chức Ai Cập cho biết trong những ngày qua giới chức qatar và ai cập đã đề xuất với hamas một thỏa thuận mới về trao trả tự do cho các con tin theo đó đề xuất yêu cầu hamas trả tự do cho những người cao tuổi nam giới có tình trạng sức khỏe không tốt cùng số phụ nữ và trẻ em còn lại đổi lại israel sẽ trả tự do cho các tù nhân palestine hãng tin reuters dẫn hai nguồn tin ai cập cho biết hamas muốn là bên quyết định những con tin nào sẽ được thả nếu một thỏa thuận mới được triển khai đồng thời yêu cầu quân đội israel rút lui về các phòng tuyến được định sẵn. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Israel chấp nhận yêu cầu thứ nhất song phản đối yêu cầu thứ hai mà Hamas đưa ra. Qatar đã đóng vai trò trung gian chính trong nỗ lực hòa giải giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel để đạt được thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên giữa hai bên, bao gồm việc trả tự do cho các con tin bị bắt giữ ở giải Gaza. Trong đợt ngừng bắn đó, 110 con tin Israel và người nước ngoài cùng 240 tù nhân Palestine được trả tự do sau hơn 2 tháng xung đột, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang xảy ra ở phía bắc giải Gaza. Đã có thêm một số lãnh đạo các nước bày tỏ quan ngại trước số lượng dân thường thiệt mạng ở giải Gaza và thảm họa nhân đạo đang tiếp diễn. Từ cuối tuần qua, giới chức Pháp, Anh và Đức đã kêu gọi các bên khôi phục thỏa thuận ngừng bắn. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại London, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh có quá nhiều dân thường thiệt mạng trong các cuộc xung đột Hamas-Israel, đồng thời kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn bền vững để tạo điều kiện cho việc thả con tin. Liên quan đến tình hình tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban, ngày 18 tháng 12, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, Arondo Lazaro, đã lên tiếng cảnh báo các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel IDF và lực lượng Hezbollah đang đẩy biên giới Israel, Liban vào tình trạng nguy hiểm. Tại Tel Aviv, phát biểu với báo giới tại thủ đô Beirut, ông Lazaro nêu rõ tình hình hiện nay rất căng thẳng khó khăn và nguy hiểm, UNIFIL đang nỗ lực duy trì vai trò trung gian và phối hợp nhằm tránh xảy ra tính toán sai lầm có thể dẫn đến một sự leo thang mới. Giao tranh giữa hai bên có sự liên quan với các diễn biến tại giải Gaza giữa IDF và phong trào Hamas. Các cuộc giao tranh qua biên giới giữa Israel và Hezbollah bùng phát từ ngày 8 tháng 10 đã khiến 130 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là các tay súng Hezbollah cùng với 17 dân thường Liban về phía Israel đã có 4 dân thường và 7 binh sĩ thiệt mạng. Liên Hợp Quốc thành lập UNIFIL vào năm 1978 nhằm giám sát việc Israel rút quân khỏi lãnh thổ Liban. Thưa quý vị, xung đột ở Trung Đông nguy cơ gia tăng căng thẳng khi quân đội Israel lên kế hoạch tấn công miền Nam Liban. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tàn phá Beirut và miền Nam Liban nếu Hezbollah mở mặt trận thứ hai trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Theo tờ The Times, lực lượng phòng vệ Israel IDF muốn đẩy lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban về phía bắc tới sông Litani, giới tuyến có tầm quan trọng đối với cả hai bên. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã đấu pháo và bắn tên lửa kể từ khi bắt đầu xung đột Israel Hamas. Trong 24 giờ qua, Hezbollah đã tấn công các đồn quân sự của Israel ở khu vực biên giới bằng nhiều bệ phóng tên lửa. Trước đó, pháo binh Israel đã pháo kích khu vực xung quanh các thị trấn Acharoun, Alma maan Cha'ab, Al -Ma En -cha el và Naqqara của Liban. Từ đó, lực lượng Hezbollah bắn tên lửa vào miền bắc Israel. Đồng thời, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua tuyên bố đã tấn công một địa điểm của Hezbollah ở miền nam Liban và một đội tên lửa chống tăng đang chuẩn bị thực hiện một vụ tập kích gần vùng biên giới phía Bắc Jirong. IDF giải thích, động thái nhằm đáp trả các vụ bắn phá bằng tên lửa và rocket trước đó của Hezbollah từ Liban vào miền Bắc Israel. Kênh truyền hình Almana ủng hộ Hezbollah xác nhận các tay súng của nhóm này đã nhắm tấn công các binh sĩ Do Thái ở xa xa và vùng biên giới Bikarisa dẫn đến thương vong về người. Phía Tel chưa lên tiếng xác thực thông tin này. Một sĩ quan cấp cao của Israel cho biết, Học thuyết của Israel là đưa cuộc xung đột sang phía bên kia. Quyết định cuối cùng về việc có gửi bộ binh qua biên giới hay không sẽ do Nội các khẩn cấp của Israel đưa ra. Tờ The Times dẫn lời người phát ngôi lực lượng dự bị IDF Jonathan Coricard cho biết không thể quay lại hiện trạng trước hôm 7 tháng 10. Tham mưu trưởng IDF đã phê duyệt kế hoạch và xác định lịch trình sẵn sàng. Israel lo ngại rằng Hezbollah có khả năng tiến hành một cuộc tấn công kiểu hôm 7 tháng 10 ở phía bắc Israel. Vừa qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tàn phá Beirut và miền Nam Liban nếu Hezbollah mở mặt trận thứ hai trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Hezbollah bày tỏ tình đoàn kết với Hamas khi giao tranh ở giải Gaza ngày càng căng thẳng. Israel và Hezbollah thường xuyên phóng hỏa lực xuyên biên giới để đáp trả qua lại. Sau vụ tấn công của Hamas, Israel tăng cường đáng kể tần suất tấn công vị trí của Hezbollah ở Liban và Syria. Bên cạnh đó, hãng RT vừa qua đã đăng tải bài phỏng vấn với ông Haji Mohammad Afif, phát ngôn viên của Hezbollah. Theo bài phỏng vấn, ông Afif xác nhận Hezbollah hiện là một phần trong cuộc xung đột Israel-Hamas và lực lượng này thường xuyên giao tranh với IDF ở biên giới Liban. Ông Afif nói, chúng tôi là một phần của cuộc xung đột, dù đây chưa phải là một cuộc xung đột quy mô lớn và Hezbollah mới chỉ sử dụng khoảng 5% nguồn lực của mình. Phát ngôn viên Hezbollah nhấn mạnh, lực lượng này sẽ duy trì tần suất giao tranh hiện tại nhằm hỗ trợ và đoàn kết với người dân Palestine. Theo hãng tin AFP ngày 18 tháng 12, Hamas đã là tâm điểm của cuộc tấn công không ngừng từ Israel vào Gaza, nhưng với nguồn tài chính linh hoạt và đa dạng, tổ chức này dự kiến sẽ có sẵn một nguồn lực đáng kể khi xung đột kéo dài. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ loại bỏ phong trào hồi giáo Palestine đứng đằng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, vụ tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử nước này. Theo Israel, các tay súng Hamas đã sát hại khoảng 1.200 người, hầu hết là dân thường, và bắt khoảng 250 con tin đưa về giải Gaza, nơi 129 người được cho là vẫn đang bị giam giữ. Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành thông báo, trong hai tháng qua, 18.800 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng do các vụ tấn công trả đũa của Israel ở giải Gaza. Nhưng khi Israel theo đuổi mục tiêu quân sự của mình, việc làm suy yếu nguồn thu của hamas cũng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn jessica davis chủ tịch tập đoàn canada insight tourist intelligence nói với afp rằng hamas có nền tảng tài chính vững chắc trong thập kỷ qua thậm chí dài hơn họ đã tạo ra một mạng lưới tài chính linh hoạt bà jessica nói và giải thích rằng hamas đã thiết lập các khoản đầu tư và nguồn thu nhập ở nhiều quốc gia mà không bị gián đoạn những nguồn này bao gồm doanh nghiệp nhỏ và bất động sản ở các nước như thổ nhĩ kỳ, Sudan và Algeria, theo chuyên gia Jessica. Ngoài ra Hamas cũng dựa vào mạng lưới quyên góp không chính thức. Git Jagan, một chuyên gia người Israel về nền kinh tế Palestine, cho biết họ Hamas đã trở nên rất giỏi trong việc phát triển và vận hành một hệ thống đổi tiền rất phức tạp. Số lượng nhà tài trợ cho Hamas không hề giảm kể từ ngày 7 tháng 10. Lucas Weber, người đồng sáng lập trang web Militant Wire, giải thích rằng bất chấp những hành động bạo lực, Hamas dường như đã nhận được sự ủng hộ của một số bộ phận dân cư nhất định trên toàn thế giới với tư cách là đội tiên phong trong cuộc kháng chiến chống Israel. Theo các quan chức phương Tây, trong nhiều năm, người ủng hộ chính cho nhóm này là Tehran. Các ước tính đưa ra mức đóng góp hàng năm của Iran vào khoảng từ 70 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ thông qua nhiều nguồn khác nhau bao gồm thanh toán bằng tiền điện tử, tiền mặt và chuyển khoản qua ngân hàng nước ngoài hoặc các hệ thống không chính thức được gọi là Hawala. Chuyên gia Gan lưu ý, viện trợ của Iran dưới dạng thiết bị quân sự đã được chuyển từ Ai Cập trong nhiều năm qua qua các đường hầm giữa Gaza và sa mạc Sinai hiện đã bị phong tỏa. Ông Gan, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu Midvim cho biết trong số ngân sách 2,5 tỷ đô la Mỹ của giải Gaza, 1,1 tỷ đô la Mỹ đến từ chính quyền Palestine với sự đồng ý của Israel. Cộng đồng quốc tế cũng tài trợ cho UNWA, cơ quan của Liên hợp quốc về người tị nạn Qatar trả lương cho công chức, chẳng hạn như bác sĩ và giáo viên, đồng thời cấp 100 đô la Mỹ mỗi tháng cho 100.000 gia đình nghèo nhất ở Gaza, với tổng số tiền thanh toán là 1,49 tỷ đô la Mỹ từ năm 2012 đến năm 2021 theo Doha. Vào năm 2021, Vương quốc giàu khí đốt nơi đặt văn phòng chính trị Hamas ở thủ đô của mình, với sự ủng hộ của Mỹ, đã cam kết tài trợ 360 triệu đô la Mỹ hàng năm cho giải Gaza. Tuy nhiên, Doha phủ nhận việc cung cấp viện trợ tài chính cho Hamas. Không có ngoại lệ, tất cả viện trợ của Qatar đều được phối hợp hoàn toàn với Israel, chính phủ Mỹ và Liên Hợp Quốc. Một quan chức Qatar nói với AFP. Vị quan chức khẳng định, tất cả hàng hóa như thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu đều đi thẳng qua Israel trước khi vào Gaza. Tuần trước, nhà đàm phán và ngoại giao hàng đầu của Qatar, Abdulaziz Al-Khulafi, cho biết rằng việc tài trợ của các quốc gia vùng vịnh này cho Gaza sẽ tiếp tục. Vào tháng 10, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt với 10 thành viên chủ chốt của Hamas và phương Tây đang xem xét các biện pháp cưỡng chế, nhưng việc cắt đứt hoàn toàn các mối liên hệ của Hamas có thể sẽ là điều không thể. Triển vọng về việc nguồn tài chính của Hamas chặn hoàn toàn trong thời gian dài là không thực tế, bà Jessica nói. Về phần mình, chuyên gia Gan giải thích, hệ thống tài chính của Hamas trong tương lai cũng sẽ liên quan đến việc giải quyết vấn đề Gaza. Gaza hiện là một trại tị nạn lớn, ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm, nước uống và nơi trú ẩn cho những người tị nạn này? Hamas hay tổ chức khác, cơ chế khác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình bản tin thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.